hứng nhất về khu lửa trại để chúng ta cùng nhau khai lửa. Và một tràng vỗ tay dành cho ông Mr. Kim. Các anh chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay thật chặt ạ, để nó thể hiện cái giây phút này rất là hồi hộp. Ông Mr. Kim ơi, rơi ra phía này, đừng rơi phía này, cháy râu. Đấy, Tùng Béo hôm nay chưa đi, chưa cạo râu. Sếp ơi, sếp cầm xa, ôi đừng dí vào tôi, sời. Hôm nay nguy hiểm lắm. Dạ, sẵn sàng chưa? Anh chị sẵn sàng chưa? Chúng ta đếm 3, 2, 1, bắt đầu. Bùm, rồi một tràng vỗ tay nào. Nhạc đây, nhạc, nhạc đã, xin mời DJ. Chúng ta hãy cùng nhau đến đất cửa trại này để chúng ta cùng nhau hát một ca khúc nối vòng tay tinh thần đoàn kết của Supertech chúng ta. Ngày nay chúng ta có một chương trình nghỉ dưỡng tại đảo Lò Xanh, hy vọng đây sẽ là kỷ niệm, là cái động lực để cho tất cả anh chị chúng ta cùng nhau vươn lên để cho Supertech của chúng ta thành công hơn nữa. Ta đi từ vòng tay vương, chúng ta cùng vỗ tay cùng hát to từ điểm nhạc ạ. Anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rừng, bàn tay ta nắm nơi chọn một vòng Việt Nam. Sầm mê mê con tim đồng loại, người chết lên những tiếng vào đời tàn cười nơi trên đường. Và bây giờ chúng ta để thể hiện tinh thần đoàn kết, chúng ta vừa nắm tay và vừa chúng ta vừa di chuyển sang bên tay phải cho MC. Vừa di chuyển cho MC nào. Chúng ta vừa di chuyển vừa nắm tay nhau ạ, vừa nắm tay nhau để thể hiện tinh thần đoàn kết Supertech của chúng ta. Ngày nay tại nhà hàng Đào Hoa Xanh. Vũ điệu cầm chiêng vâng sẽ được tiếp nối trong chương trình. Chỗ này tất thế này. Xin mời ba có thể di chuyển nhanh. Chúng ta có thể dừng cách di chuyển và làm thế hiện lại. MC, chị ơi, tiến vào các cháu đi chị ơi, để thể hiện vòng tròn của chúng ta không bị. Vâng, vòng tròn chúng ta, vòng tròn có một cái tâm. Vâng, cái tâm ở giữa thật. Mà ở giữa vòng tròn thì có một ông tròn. Ông tròn đó chính là Tùng Béo. Ta đi cùng mang vô giữa thế tươi đời. Anh em ơi, anh chị ơi, bây giờ thì MC sẽ hô các anh ơi, các chị ơi, các cháu ơi, thì khi gọi đến tên của ai thì chúng ta hãy hơi thật to nhé. Vâng, và các anh ơi, các anh bé quá, các anh ơi, các chị ơi, các cháu ơi, các cháu ơi mà toàn các chị ơi. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau nắm tay, đừng để vòng tròn của chúng ta đứt, đừng để vòng tròn của chúng ta đứt. Chúng ta nhanh chóng nói chặt tay nắm chặt tay nhau để thể hiện tinh thần đoàn kết. Khi ngọn lửa của chúng ta đang cháy và thể hiện cái sự vươn cao của tất cả các chị Supertech của chúng ta, mãi mãi vươn cao và thành công. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa dành cho tất cả chúng ta vừa để tạo cái tinh thần đoàn kết của đoàn chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay cũng như sáng ngày mai. Xin mời nhạc ta dừng một chút ạ. Xin mời nhạc dừng một chút. Tối ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì lửa trại đang đốt rồi. Cái phần hấp dẫn của chúng ta là phần ở cuối cùng. Chính vì vậy là tất cả các chị chúng ta hãy cùng nhau ở lại đến phút cuối cùng để đón giây phút cuối cùng đặc biệt nhất từ ban tổ chức công ty du lịch Đại Phòng dành cho tất cả các chị.
Các chị đã sẵn sàng chưa? Bây giờ thì Tùng sẽ hô.